xuống thăm với lại là mang đồ chơi cho bé rồi, thì bây giờ mình sẽ xuất phát về thôi các bạn, để tiếp tục một ngày mới tại tiệm mình ở Hóc Môn. Bây giờ là 4:50. Đôi khi những cái điều đơn giản thôi nó sẽ làm cho em bé cảm thấy hạnh phúc. Tầm khoảng cỡ 4-5 tuổi là hầu như em bé nó đều có cái gọi là cái kỷ niệm, cái độ mà nhớ ký ức đó các bạn, đại khái là giống vậy đó. Hồi xưa tầm khoảng giác 4-5 tuổi của mình cũng vậy thôi. Ba mẹ mà đi đâu về mà có quà, hay là ba mẹ đi làm mà về cái lúc mà về vui lắm, nhớ hoài. Thì bây giờ dù mà cho mình với lại em bé thì có xa nhau chút xíu á, nhưng mà cũng ráng về thăm nó, xong rồi tối về sáng đi các bạn. Gần tính ra là 240 cây số. Đối với một cái người mà đi tour nhiều như mình đó thì cũng không phải là vấn đề gì nhiều lắm đâu, nhưng mà một tuần nếu mà đi xuống khoảng 1-2 lần đó, thì các bạn thấy thì cũng tương đối đó. Thế chung là mình muốn tạo cho em bé một cái niềm vui gì đó, tuổi thơ mà bây giờ mà ở xa ba mẹ quá thì cũng không được. Tại vì ba mẹ bây giờ đang bận kiếm tiền, ai cũng vậy hết á. Tầm khoảng 30 mấy tuổi mà có gia đình, có em bé, các bạn sẽ cảm thấy nhiều cái nó áp lực lắm. Về chứ bé không được thời gian bao lâu hết á, là phải chạy lên tiếp rồi. Cũng muốn ở lại với đó khoảng 1-2 ngày lắm, mà do công việc cuối tuần này thì mình quá trời bận luôn, còn phải bận đi giao xe cho khách, rồi bận coi ở tiệm đồ nữa, rồi bận với mấy thằng cha mà ghét mình xong rồi đâm chọt sau lưng của mình nữa. Trời ơi, ta nói quá trời quá đất. Bây giờ đi lúc 4:50 thì cũng coi như là 5 giờ rồi. Đi giờ này thì đường nó cũng thoáng nè. Chứ nếu mà để tới khoảng cỡ giác 5:30-6 giờ trời nó đông thì thôi luôn. Mấy cái bữa mà mình đi ban ngày các bạn, công nhân ra kín đường luôn, chạy lâu cực kỳ. Hôm rồi có một bạn hỏi mình á, là chiếc xe này á, cái độ mà che chắn gió của nó tốt hay không á, thì trong video clip này mình xin chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề tạt gió của nó nha. Thì cái kiến ở phía trước á, các bạn thấy thì nó cũng không có quá gọi là cao ha, nó vừa thôi, nó cho mình cái tầm quan sát ở phía trước thì tương đối là tốt. Thì khi mà nó làm như vậy á, mình nâng lên hết rồi á, nhưng mà nó vẫn bị là tạt gió ở hai bên nón bảo hiểm, cho nên các bạn nghe cái giọng nói của mình á, với lại nghe cái video clip nó hơi ồn là lý do này đó. Còn gió thì nó sượt lên trên đỉnh đầu nếu như mà mình nâng hết kiến lên, còn hai bên thì nó tạt gió dù các bạn có hạ hay là nâng. Rồi còn cái độ mà gió tạt vô người á thì mình thấy nó rất là ít nha, mà gió nó chỉ luồn qua hai bên nách thôi đó, hai bên cánh tay, và nó làm mát cơ thể rất là tốt. Nếu như mà nó che hết gió tầm khoảng cỡ từ 80-90% cơ thể á, thì nó sẽ là gây nóng nực rất là khó chịu. Nhưng mà trên xe này á, thì được cái là nó che ở cái khoảng giữa rất là tốt, hai bên thì nó vẫn để gió cho mình mát cơ thể đó. Thì chỉ bị có một vấn đề thôi, đó chính là gió nó tạt hai bên cánh nó bảo hiểm, nghe hơi ồn, cho nên các bạn cần phải mua một cái nón tốt, nó sẽ đỡ ồn hơn.
Còn về việc mà thay cái kính bự hơn, cao hơn cho chiếc xe này á, thì những bạn nào mà cao trên 1m7 á, thì thay kính được ha. Còn nếu như mà dưới 1m7 giống như mình á, thì đi kính zin nó vẫn là ok hơn. Thì có thể mỗi ngày là đi và về bằng cái xe này từ Hóc Môn mà chạy xuống. Tuy nhiên thì như các bạn biết á, thì xe mình chưa có BS, thành ra là đi xa nó cũng hơi ngại. Lâu lâu mà ấy thì mình mới đi thôi, cũng ráng ráng về với bé đó chứ. Mà xe cậu thì giờ chưa có BS, hơi khó khăn. Làm xong rồi cũng 6 giờ chiều rồi, nhiều khi thì cũng phải tắm rửa soạn đồ lây quay cái tới 7 giờ, đi về tới đây 9 giờ, vô gặp bé chơi được có chút xíu, tầm khoảng cỡ 1 tiếng 2 tiếng một hồ là đi ngủ tiếp rồi, ngủ xong cái giờ là phải lên đường đi. Được thì giao thông hỗn loạn. Tính ra bây giờ mình đi xuống đi lên nhiều hơn cái thời điểm mà mình quen vợ mình luôn á chứ. Mà hồi xưa đường nó đẹp lắm, không có xấu giống như bây giờ. Nếu mà mình đi một mình thì mình sẽ duy trì cái tốc độ tầm khoảng cỡ 50% như thế này. Đó, các bạn thấy không, tới khoảng cả 5.000 vòng tua thôi. Năm giờ 18 phút mà đường nó tối thui luôn các bạn. Xe cộ thì quá trời quá đất đông. Bây giờ mà chạy ẹt á là gió nó thổi vô người lạnh lắm bạn. Đi mấy con ADV cỡ nhỏ như vậy thì cũng tôi nói là ok rồi, nhẹ nhàng. Trong các cái dòng ADV cỡ nhỏ với lại tầm trung á thì ít có xe nào mà nó trang bị được nhiều đồ lắm. Đa số là standard không, đồ ở mức cơ bản các bạn. Mà bây giờ về á, mình muốn nâng cấp á thì cũng rất là khó và tốn kém nhiều lắm. Thay vì nhà sản xuất á, thì họ làm trên xe họ gắn á, cái chi phí nó sẽ được tối ưu. Ví dụ như một cái dòng xe đi, người ta đặt cả hàng chục ngàn cái cặp phụt thì giá của nó sẽ rẻ. Còn ví dụ như bây giờ á, các bạn đặt một cặp phụt hãng có danh tiếng chút xíu nên đồ ok á thì nó sẽ mắc, người ta sẽ chính giá lẻ cho các bạn. Còn hãng xe người ta đặt hàng á là người ta được cái giá sỉ. Thành
ra cái việc á, mà hãng xe họ cắt hết mấy cái option mà ngon ngon á, để họ làm mà cái một chiếc xe nó có cấu hình mà thấp á, là họ lời rất là nhiều. Trong khi á, người sử dụng á, thì là người luôn chịu thiệt thòi. Thay vì á, cùng với số tiền đó đó, mình có thể sở hữu được những cái trang bị xịn sò, thì ngược lại người tiêu dùng mình phải chạy những cái dòng xe nó chả có cái trang bị gì đắt tiền mà ngon lành hết. Chiếc xe này tuy là của hãng Trung Quốc nhưng mà nó trang bị được rất là nhiều cái đồ trên xe. Và đồ này thì cũng là đồ có thương hiệu chứ không phải là đồ của Trung Quốc sản xuất các bạn. Cho nên thì cũng không phải là lo ngại cái vấn đề là chất lượng của nó. Đó, còn thí dụ như ngày xưa đó thì Trung Quốc thường nó hay làm mấy cái kiểu màu mè tùm lum á. Thì cái đó là nó làm mấy cái đồ mà dởm dởm. À, để nó gắn lên quá trời quá đất, nhìn nó hầm hố cái xe thì nó khác. Còn cái này á, là họ đặt hàng của những cái thương hiệu lớn về họ mới lắp ráp lên trên chiếc xe này. Thì thành ra là cái chất lượng của nó thì ok chứ không phải là kiểu Trung Quốc các bạn. Chỉ có mấy cái chi tiết kiểu dạng Trung Quốc như là khung sườn nè. Rồi máy cũng là do hãng nghiên cứu với lại Yamaha nè. Đó, còn mấy cái cùm mấy cái đồ này thì sẽ có những cái bên sản xuất. Mà quan trọng là cái người gọi là sao ta, chủ của xe mô tô này họ muốn đặt hàng như thế nào thôi. Đây thì cái cùm này quá trời xịn luôn. Có nhiều bạn gặp mình ở ngoài á thì xem cái xe này á chưa có ai chơi luôn mày. Thì cái chất lượng của nó hoàn thiện quá là ok luôn. Trong khi cái cùm này á nó đẹp ngang với lại mấy cái chiếc mà mấy trăm triệu. Chất lượng nè, rồi màu sắc, rồi cái khe hở của cùm nữa, rồi nó làm đẹp lắm. Sáng này là mình chỉnh cho cái cốt nó nằm lại lại với mặt đường chứ nó không có bị chói nha các bạn. Mình đã có view clip test cái đèn chợ sáng này rồi chứ không phải là mình xài đèn không có ý thức đâu nha. Nay già cả yếu đuối rồi, mắt nhìn xa không có thấy rõ nữa. Mà đi chập chập tối, chiều chiều, sáng sáng vậy á, nó nhiều người á, người ta quăng băng đường ẩu á, người ta cũng giống như kiểu mới ngủ dậy á, chưa tỉnh. Thành ra là người ta băng qua ẩu rồi rất nguy hiểm. Có một tí xíu đèn thì cũng đỡ hơn.
Cái đó thắng không kịp nó trượt qua đèn vàng nha bạn, chứ không phải là vượt đâu nha. Thắng trăm mấy thì nó cũng phải có một cái đoạn đường để nó giảm tốc. Ai, mấy ông nội vượt xe này mà vượt cái kiểu giống như ngắm cảnh vậy. Câu chuyện đổ xăng trời ơi. Đây bên em hai trăm rưỡi 11.4 ở đây là đi được 234 cây phết 4 chia cho 11.4 bằng 20.5 cây 1 lít, chính xác nha bạn, mức tiêu hao nhiên liệu ha, khi mà gắn bô là còn có 20 cây thôi. Rồi, ok, bây giờ sẽ reset nó về 0. Rồi, tiếp tục test thôi. 4 lít 100 cây. Cái này á, nó sẽ tính như vậy nè các bạn. Odo đúng không? 2252 cây. Ở dưới này, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình cho 2205 cây này á, là 4.0 lít trên 100 cây. Nhưng mà khi các bạn chỉnh qua cái trip 1 nè, nó sẽ khác nha. Tức là cái quãng đường đó đi được á, là nó sẽ đo cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của cái đoạn đường đó. Trip 2 cũng vậy luôn, trip 2 nè. 621 cây thì là 4.1 lít trên 100 cây. Đó, nó chia ra làm 3 phần như vậy đó các bạn. Thí dụ như mà các bạn đi cái đoạn đường đó, các bạn muốn biết là mức tiêu hao nhiên liệu bao nhiêu á, thì các bạn set cái chip nó về 0. Đấy, các bạn đi các bạn sẽ biết được ha. Còn cái tổng bình xăng hiện tại giờ nó báo là 375 cây nè. Hồi nãy lúc mà ghé đổ xăng á, thì gặp một cái chú kia, chú đổ cái góc xéo xéo á, các bạn thấy không? Cái lúc mà mình vừa vô á, thì chú đứng ngay góc đó. Cái mình tắt Google xuống, cái xong rồi cái vừa đổ xong, cái chú hỏi phải phạm tướng Sonat không? Trời cũng hơi bất ngờ luôn á, tại vì chú cũng lớn tuổi rồi mà mình không ngờ là chú biết mình luôn. Nếu mà chú có coi video clip này thì con chào chú nha. Hồi nãy thì cũng đã chào rồi, nhưng mà trên clip thì mình là con chào lại chú. Bởi nhiều khi có nhiều người biết mình á, mình chạy xe ngoài đường mà chạy kiểu chạy nhanh quá thì nhiều người mà biết á, người ta cũng nói trời ơi không ngờ. Trên clip thì nói chung buồn quá, không biết sao luôn trời. Nếu mà bây giờ mình chạy chậm ở ngoài thì cũng không được, mà giờ chạy nhanh thì nhiều anh chị cô chú bác mà coi clip của mình xong rồi cảm thấy thất vọng. Chắc em muốn mình chạy xe đều đều đầm đầm vậy quá các bạn. Chắc phải vậy thôi chứ sao giờ. Chỗ nào mà vắng vắng trống trống thì mình chạy nhanh xíu, còn chỗ nào mà nó hơi hơi đông đông thì chắc mình chạy tốc độ vừa vừa thôi. Để mất công mà mấy anh chị cô chú bác mà biết mình thì lại thất vọng nữa.
thấy cái phần mà ghi đông của xe này đẹp không? Nhìn nó chất gì đâu luôn á trời. Cái này là không phải là mình khen đâu nha, mà các bạn cứ nhìn đi, mình không có BR, không quảng cáo gì đâu, mà các bạn cứ nhìn thử đi. Cái thiết kế của nó quá đẹp luôn. Đó, nó sắp xếp những cái khu vực ghi đông rồi cùm đồ nó làm quá sắc sảo. Chỉ có cái đồng hồ á, nếu như mà các bạn nhìn ở trong clip á thì các bạn sẽ nhìn thấy à, trời nhìn gì mà cái đồng hồ nó ảo dữ ta. Đúng là đồ Trung Quốc. Cái này là mình đã từng nghĩ như vậy rồi nha. Khi mà mình xem clip á, mình không có nói nhưng mà mình nghĩ trong đầu, nói trời nói cái đồng hồ nhìn ảo. Nhưng mà bây giờ biết giá của nó rồi á, các bạn biết giá nó bao nhiêu không? Biết giá rồi thì các bạn sẽ không có nghĩ nó giỡn nữa đâu. 39 củ đó. Rồi cái chỗ giao lộ này nguy hiểm quá. Quẹo ôm cô cái gặp người đi ngược chiều cái là thôi thua luôn. Cái giao diện đồng hồ thì nó có hai kiểu, mình thì mình thích cái kiểu này hơn, kiểu tròn tròn. Nhìn nó hiển thị đầy đủ các cái thông tin thông số trên đồng hồ luôn. Còn cái kiểu kia thì nó thiên về cái RPM, nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà mình thì mình thích cái gì đó nó rõ ràng hơn là cái đẹp. Đó, sắp xếp đồ chẳng ba, đồ nhôm CNC đồ, nhìn nó hoàn hảo hết biết. Bình dầu thì ý như bình dầu đồ chơi. Nè nhìn bình dầu đi, ngon lắm bạn. Làm nhìn sắc sảo hết biết nè. Mà đặc biệt đó, nó làm bằng mica, thành ra là xài lâu đó, nó không có bị bung sơn, không có cũ. Mà mình còn coi được cái lượng dầu ở trong bình rất là rõ nữa. Với cái lượng dầu trong bình này, mình nói bạn đi, ta nói 10 năm chắc chưa cạn dầu đâu. Nhưng mà dầu khoảng cỡ 2 năm là phải thay rồi. Nếu mà không thay á, thì nó sẽ bị cặn, rồi nó nhiễm ẩm, oxy quá ở cái cúp ben bên trong á, thắng nó không có con ngon nữa. Qua khỏi đây mình kiếm chỗ nào tấp vô ăn sáng uống cà phê. Dù sao bây giờ cũng còn gần cả 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ làm. Thà đi sớm tí vậy chứ mà nó khỏe các bạn. Chứ còn mà để ví dụ như 6 giờ mới đi á, trời ơi tao nói xe nó đông, chạy nó cực gần chết luôn. Bây giờ đi mát lên tới trên đây cái là vừa rồi. Mình chạy tèn lại thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó đỡ hao hơn rồi nè. Cái tư thế mình nó ngồi dễ chịu hơn xíu thì có thể là mua cái đồ nâng ghi đông ha, cái đồ mà lùi ghi đông lại cái phía người lái chút xíu nè thì nó sẽ thoải mái hơn ha. Như mình đang ngồi này là cái tư thế cái mông của mình nó đặt hết cỡ ở phía sau luôn cho nó dễ chịu, thì cái tay này nó hơi với đó, tay mình nó hơi ngắn. Bạn nào mà tay dài thì ok, còn bạn nào mà tay ngắn như mình đó thì nên xài cái gù để nó đỡ phải giới tới phía trước. Còn ngồi cái yên nè, mà các bạn ngồi múm múm lên trước á, chạy nó đau đít mà nó khó chịu lắm.
chạy về tới Hóc Môn sáng luôn mày. Bây giờ thì về tiệm thôi. Góc lái rộng ghê không bạn? Một chiếc xe mà có cái động cơ 450cc, một cái góc lái rộng, một cái chiều cao yên thấp. Ba cái yếu tố rất là ok trên chiếc xe này. Ok, hẹn các bạn vào clip tiếp theo nha. Đây là cửa hàng của mình nè. Yeah.